Đây là hai món dưa rất là quen thuộc truyền thống của người Việt Nam, không thể thiếu được trong mỗi bữa ăn của mỗi gia đình. Và hôm nay mình chia sẻ cách làm hai món dưa sao cho giòn ngon nhé. Đây là dưa cải sen hay còn gọi là dưa cải đắng. Mình cắt lấy lá già, mình mang đi phơi, còn lá non này mình để mình nấu canh nhé. Mình đem đi phơi nắng một ngày cho nó héo. Sau khi dưa đã phơi nắng một ngày, các bạn nhìn nó đã héo thế này rồi. Đây là cách làm cho dưa vàng sau khi muối. Sau đó mình cắt dọc ra, thái miếng vừa ăn nhé. Tiếp đến mình dùng hành lá. Hành lá tạo cho dưa có mùi thơm. Bạn có thể dùng hành tây cũng được, nhưng hành tây thì mùi hơi bị hăng. Sau đó mình mang đi rửa sạch khoảng 3 đến 4 lần, cho nó hết nhớt của hành và cho sau hết cát. Tiếp đó bạn để ráo nước cho bớt nước ở trong rau khoảng 10 phút. Và tiếp tục bạn cho vào 1/2 thìa canh muối. Mình ướp muối trước thế này để làm cho dưa giòn và tái có vị đậm đà. Tiếp đến mình làm món dưa cải bắp nhé. Đây mình mua cải bắp dẹt giống như cải bắp của Việt Nam mình. Sau đó mình cắt sợi nhỏ đều thế này. Tiếp đến mình dùng cà rốt mình gọt vỏ ngoài, sau đó mình bào sợi nhé. Và món dưa cải bắp không thể thiếu rau cần. Đây là rau cần, mình chỉ dùng nửa bó thôi các bạn, khoảng 10 hoặc là 10 nhánh. Sau đó mình cấu lá nhé, vì lá ăn rất là đắng. Tiếp tục mình cắt bỏ đầu và mình cắt khúc thế này. Và món dưa cải bắp cũng không thể thiếu hành. Hành của mình cũng cắt khúc, chẻ nhỏ. Tiếp đến là rau răm. Rau răm mình cũng cắt nhỏ. Mình sẽ chuẩn bị tất cả các thành phần trước khi mình đi rửa. Cách này sẽ làm cho rau sạch hơn. Và mình cũng rửa làm 3 hoặc 4 lần nhé. Đến khi nào nước của các bạn thấy trong thì thôi. Và cũng như dưa cải bắp, mình cũng cho vào 1/2 thìa muối để cho rau dưa của mình đậm đà, và mình nắc đều để vòng 20 phút. Tiếp đến mình dùng 500ml nước đun sôi để nguội. Mình đổ vào 2 bình muối dưa, mỗi bình 500ml các bạn nhé. Vì hôm nay bình của mình là bình 1 lít và lít 2, mình chỉ đổ nửa bình thôi. Tiếp đó mình cho vào mỗi bình 1 thìa canh muối. Thêm vào 1,5 thìa canh đường. Thêm vào mỗi bình 1,5 thìa canh nước cốt chanh. Mình nạp qua cái dây cho nước nó trong, không nặn cặn của tép chanh và hạt chanh nhé. Các bạn phải nhớ để nước thật nguội trước khi muối dưa nhé. Và bây giờ mình cho dưa vào 2 bình. Vì đây là nước dưa muối đầu tiên nên các bạn phải để trong vòng 3 ngày cho dưa có đủ thời gian lên men chua nhé. Và bạn nhớ là dưa lúc nào cũng phải dưới mặt nước, nên là bạn cho một cái đĩa nhỏ hoặc bịch nước lên trên mặt dưa để cho dưa chìm xuống dưới mặt nước nhé. Không là dưa nổi lên chân mặt nước, phần nổi lên chân mặt nước sẽ dễ bị mốc.
và mình ủ khoảng 3 ngày cho nước đầu tiên chỗ ấm hoặc là chỗ có nắng để cho dưa vàng và nước trong nhé các bạn. Và đây là hai bình dưa của mình đã xong, mình mang ra phơi nắng và dưa của mình sau 2 ngày nó đã chuyển màu hơi vàng rồi các bạn ơi. Và đây là ngày thứ 3, dưa của mình sau 3 ngày của mình bắt đầu vàng đều, nhìn rất là đẹp mắt các bạn, nước rất là trong. Bây giờ mình gắp ra cho các bạn xem nhé. Dưa mình phải nước phải trong thế này, không nhớt thì mới thành công được các bạn. Chứ dưa các bạn muối mà nước đục mà nhớt thì coi như gọi là dưa khú, là dưa của mình hỏng rồi. Mùi dưa của mình rất là thơm các bạn, màu rất là đẹp, giòn, ngon, ngọt, vừa, không quá chua, không mặn. Các bạn có thể nêm nếm gia vị theo vùng miền, nếu bạn thích ăn nhiều ngọt thì các bạn cho thêm đường nhé. Các bạn cũng có thể làm món dưa trộn rất là ngon, các bạn thêm đường trộn với dưa và cho tí tương ớt vào. Món dưa này ngon, rất là đưa cơm. Và mình hướng dẫn các bạn cách làm dưa cấp tốc từ nước dưa mình đã làm lần thứ nhất nhé. Các bạn đừng đổ nước dưa lần thứ nhất đi. Các bạn gạn lấy nước trong, đổ nước ở đáy bình dưa đi. Sau đó rửa qua và một thìa đường vào hai thìa canh nước ấm và các bạn đổ vào nước dưa mình vừa lọc. Cách này làm giảm độ chua gắt của nước dưa. Sau đó bạn đổ lại nước dưa vào bình và mình cho dưa vào muối giống như cách mình muối dưa lần đầu. Và cách tận dụng nước dưa làm lần đầu tiên sẽ làm cho dưa bạn nhanh được ăn hơn. Chỉ vòng 1 ngày cho dưa cải bắp và khoảng 2 ngày cho dưa cải sen là các bạn có thể ăn được rồi. Và mình nên dùng lại nước dưa khoảng 1 đến 2 lần thôi các bạn nhé. Và mình đổ ra mình làm nước mới, mình thay hoàn toàn bằng nước mới nhé. Và mình để bình dưa này trong vòng 1 ngày là mình có thể ăn được rồi đấy các bạn. Các bạn hãy thử cùng làm với mình nhé.